Người đến 50 tuổi cứ ăn lá lốt nấu cùng thứ này chữa cả tỷ bệnh, thần dược ít người biết đến. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh An Tâm Sống Khỏe. Các bác thân mến, nhắc tới lá lốt thì chắc hẳn là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến món chả lá lốt đúng không ạ? Bởi vì từ xưa đến nay thì lá lốt vốn đem lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe, từ việc chữa bệnh đau nhức xương khớp, giải cảm. Thế nhưng nếu các bác biết kết hợp lá lốt với 6 thực phẩm dưới đây sẽ tạo nên tiên dược bổ sung sức khỏe gấp trăm lần nhân sâm đắt đỏ, đánh bay cả tá bệnh. Vậy cụ thể thì lá lốt nấu với thứ gì mà lại tốt đến thế? Tác dụng kỳ diệu ra làm sao? Xin mời các bác đi tìm câu trả lời với An Tâm Sống Khỏe trong video ngay dưới đây nhé! Lá lốt là một loại cây thân thảo đa niên thường được trồng trong vườn nhà để vừa sử dụng làm rau gia vị vừa làm thuốc. Lương y Nguyễn Công Đức cho biết, theo kết quả nghiên cứu hiện đại thì lá lốt có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giảm đau khá tốt. Trong y học cổ truyền, lá lốt có vị nồng, hơi cay, tính ấm, công dụng ôn trung, làm ấm bụng, tan hàn, trừ lạnh, hạ khí, đưa khí đi xuống và chỉ thống, giảm đau. Thường được sử dụng để chữa các chứng đau nhức xương khớp khi trời trở lạnh, chứng ra nhiều mồ hôi ở tay, ở chân, mụn nhọt lâu liền miệng, v.v. Vậy thì lá lốt nấu với thứ gì sẽ ngon nhất? Đây hẳn sẽ là câu hỏi được rất nhiều chị em nội trợ quan tâm. Thông thường thì lá lốt sẽ nấu cùng các món ăn, ví dụ như là món lá lốt xào trứng, lá lốt xào thịt bò, chả lá lốt bằng nồi chiên không dầu, hoặc là lá lốt xào chay, v.v. Vậy thì để biết thêm các cách làm và công dụng của những món ăn khi nấu chung cùng lá lốt, xin mời bà con cô bác hãy cùng tìm hiểu nội dung chương trình hôm nay với chúng tôi nhé! Đầu tiên đó là món lá lốt nấu với chuối xanh, là một sự kết hợp hoàn hảo tốt cho sức khỏe. Không biết khi nghe tới đây thì cô bác sẽ nghĩ ngay tới món ăn gì ạ? Món chuối ốc hay là món cá quả nấu chuối ạ? Cô bác đừng ngại chia sẻ bình luận xuống bên dưới video này để mọi người cùng được biết nhé! Cô bác thân mến, nhắc đến hai nguyên liệu là lá lốt và chuối xanh, tôi lại nhớ đến món ốc om chuối đậu mà mẹ tôi vẫn hay nấu khi thời tiết trở lạnh của bác ạ. Hương vị thơm lừng, bùi bùi của chuối xen lẫn với mùi thơm đặc trưng của lá lốt, khó lòng mà cưỡng lại được. Nhưng đặc biệt hơn nữa là sự kết hợp của chuối xanh với lá lốt là một điều tuyệt vời mà nó mang lại cho sức khỏe của cô bác. Chuối xanh vốn được biết đến là một dược liệu điều trị bệnh, trong đó có bệnh đau dạ dày, được rất nhiều người quan tâm và áp dụng. Khi được nấu chín thì chúng vẫn giữ được các tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giảm đau bụng, tiêu chảy, kiết lỵ. Hữu hiệu hơn là nó còn giúp làm loại bỏ cholesterol xấu và duy trì sức khỏe tim mạch. Trong khi đó, lá lốt có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giảm đau tốt, thường được sử dụng để chữa các chứng đau nhức xương khớp, chứng ra nhiều mồ hôi ở tay, ở chân, mụn nhọt lâu liền miệng. Bởi vậy, cô bác đừng nên bỏ qua thần dược tự nhiên đại bổ cho sức khỏe này để hạn chế mầm mống của bệnh tật, cải thiện cơ thể ngày một tốt hơn cô bác nhé. Ngoài ra, cô bác có thể tham khảo cách làm món ốc om chuối đậu như sau. Trước hết, cô bác dùng dao và lột sơ vỏ chuối bên ngoài, sau đó cắt trái chuối thành từng khúc dài khoảng 3 cm, ngâm vào nước lã có pha một ít muối để giảm bớt vị chát cũng như hạn chế bớt màu đục của mủ chuối. Chừng khoảng 10 phút thì cô bác có thể vớt ra và để ráo nước. Ốc thì cô bác đem rửa sạch nhớt với chanh và muối, ướp gia vị gồm hành tím, tiêu, bột ngọt, nước mắm, cho vào nồi đã phi dầu tỏi để có mùi thơm. Khi tất cả đã thấm thì cô bác cho chuối vào đảo cùng và thêm một chút nước sôi. Khi dùng đũa ấn vào từng lát chuối mà cô bác thấy mềm, tức là món canh của cô bác đã chín. Lúc này thì chỉ cần ra sau hè của nhà mình, ngắt một nắm lá lốt, rửa qua với nước lã, sắt nhỏ cho vào nồi là cô bác có ngay một nồi canh chuối ốc bốc khói thơm lừng cho cả nhà cùng thưởng thức đấy ạ. Thứ hai, cá tím nấu với lá lốt, món ăn dân dã nhưng rất bổ dưỡng. Cô bác thân mến, khi làm về nội dung này thì tôi cũng xin chia sẻ thực với cô bác câu chuyện của bác tôi ở quê. Chả là cách đây khoảng mấy năm thì bác được chuẩn đoán là mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao nên việc ăn uống phải rất điều độ, kiêng khem, hạn chế rất nhiều thực phẩm. Tuy nhiên trong quá trình điều trị bệnh, bên cạnh việc tuân thủ theo chỉ dẫn và chế độ ăn uống của các bác sĩ, bác tôi thường xuyên ăn món cà tím kết hợp với lá lốt. Và sau khoảng một thời gian thì bệnh tình của bác cũng có sự cải thiện rất nhiều. Được biết, cà tím xào với lá lốt là một món ăn ngon, chế biến cực kỳ đơn giản và cũng không còn quá xa lạ gì đối với chúng ta nữa. Sự kết hợp của cà tím và lá lốt tạo nên tổng thể món ăn và hương vị vô cùng hài hòa, rất tốt cho sức khỏe. Món ăn này có thể thêm thịt ba chỉ vào nấu cùng để tăng thêm hương vị cho món ăn. Bởi vì theo y học cổ truyền, cà tím là một loại dược liệu có tính hàn, vị ngọt, được sử dụng trong các bài thuốc điều trị tiểu ra máu, phong đờm nhiệt, đau lưng, chân co rút, thắt lưng có phong huyết, tích lạnh, co rút xương đau nhức. Đặc biệt, cà tím còn có tác dụng để điều chỉnh lượng cholesterol, phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả. Chúng rất lành tính và không gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh.
Ngay bây giờ, cô bác hãy cùng với An Tâm Sống Khỏe học cách làm món cà tím xào lá lốt ngay tại nhà cô bác nhé. Đầu tiên, cô bác chuẩn bị nguyên liệu 2 quả cà tím dài khoảng 300g, 100g thịt lợn ba chỉ, 1 nắm lá lốt và vài tép tỏi. Cà tím rửa sạch, cắt lát chéo dày khoảng 0,5cm, ngâm cà tím trong nước muối pha loãng để không bị thâm. Thịt cô bác đem rửa sạch, thái lát, lá lốt thái sợi to, tỏi cô bác bóc vỏ và băm nhỏ. Tiếp đến, cô bác đun nóng một thìa dầu ăn trong chảo, cho thịt vào xào ở lửa to, thêm nước mắm, hạt nêm, đảo chung cho thịt ngấm gia vị. Xào thịt chín thì cô bác chút ra bát, cho 2 thìa dầu ăn vào chảo, cho tỏi băm vào, xào thơm. Tiếp đó cho cà tím vào đảo chung, nêm nếm một chút mắm, hạt nêm, cho ngấm gia vị. Cà tím chín thì cô bác cho thịt vừa đảo vào xào, rồi thêm hành lá, lá lốt, nêm nếm lại gia vị vừa ăn rồi tắt bếp. Như vậy là cô bác đã hoàn thành món ăn rất ngon miệng rồi đấy ạ. Thứ ba, món canh cá rô đồng nấu lá lốt rất tốt cho bệnh nhân bị gút và đau nhức xương khớp nói chung. Theo lương y đa khoa Bùi Hồng Minh cho biết, lá lốt có vị cay, mùi nồng, tính nhiệt, vào hai kinh đại tràng và phế, giúp ôn trung, tán hàn, tiêu thục, hạ khí, trì khống, hành khí. Đặc biệt, chất xuất từ lá lốt chủ yếu là tinh dầu, trong lá lốt còn có chứa piperine và piperidin. Loại lá này chữa đau nhức xương khớp rất tốt. Theo kết quả nghiên cứu hiện đại, lá lốt có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và giảm đau. Do đó, nó được sử dụng để ứng phó với chứng tê thấp, đau nhức xương khớp được coi là một phương án rất hữu hiệu. Không chỉ có công dụng chữa bệnh, những món ăn làm từ lá lốt như canh lá lốt, nấu với thịt, với cá là những món ăn rất bổ dưỡng, giúp cho người già chống đỡ được mọi bệnh tật, nhất là làm giảm đau nhức xương khớp, đặc biệt là lúc giao mùa, thời tiết trở lạnh. Chế biến lá lốt thành các món ăn hàng ngày không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn hỗ trợ điều trị hiệu quả trong các triệu chứng như đau nhức xương khớp hoặc là do bệnh gút và các bệnh viêm khớp dạng thấp. Trong đó có món canh cá rô đồng om lá lốt cực kỳ bổ dưỡng. Cô bác chỉ cần làm sạch 2 đến 3 con cá rô đồng, sau đó kho chung với 30g lá lốt, 100g củ cải thái mỏng, 2 lát nghệ tươi, nêm nếm gia vị vừa đủ, dùng chung với cơm nóng sẽ là ngon nhất. Thực phẩm toàn năng tiện lợi mà nhà nào cũng có đó chính là trứng gà ăn cùng lá lốt của bác nhé. Trứng chiên lá lốt là món ăn dân dã gắn liền với ký ức tuổi thơ của không ít cô bác phải không ạ? Bố tôi vẫn kể rằng hồi xưa gia đình còn khó khăn, mỗi lần đi đá bóng về bị đau nhức xương khớp, mỏi chân tay và gặp chấn thương thì rất hay được bà nội tôi làm cho món trứng chiên lá lốt để bồi bổ cơ thể. Tuy là món ăn bình dị, dân dã với nguyên liệu rẻ tiền, nhưng chúng lại mang hương vị thơm ngon, khó cưỡng, khiến nồi cơm nhanh chóng hết veo. Đã vậy còn là thực phẩm cải thiện sức khỏe nữa. Trứng là một thực phẩm giàu các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể như protein, khoáng chất và vitamin. Sự kết hợp giữa hai nguyên liệu này tạo nên món ăn tưởng chừng không ngon nhưng lại ngon không tưởng và cực kỳ bổ dưỡng cho cả người già lẫn trẻ nhỏ. Món lá lốt xào trứng còn giúp người ăn nhanh chóng hết tình trạng đau nhức đầu, cơ thể thoải mái hơn, sảng khoái hơn và nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Ngoài ra, cô bác có thể làm món chả lá lốt với thịt băm thơm ngon hoặc là sử dụng để sắc lấy nước uống hay ngâm chân cũng đều là liều thuốc tự nhiên an toàn mà cô bác nên tận dụng sớm. Cách làm món lá lốt xào trứng cũng đơn giản. Lá lốt rửa sạch để ráo rồi thái nhỏ, cho trứng, thịt cùng các loại gia vị vào, đánh đều. Cho thêm một thìa dầu ăn, bật bếp phi hành thơm, cho trứng vào. Chú ý là cô bác phải để lửa nhỏ để trứng không bị quá khô hoặc quá cháy. Khi thấy mặt dưới của chảo đã khô thì cô bác hãy cuộn lại để giúp cho miếng trứng được mềm mà không bị khô. Để trên bếp như vậy khoảng 2 phút là cô bác có thể tắt bếp. Cuối cùng là bày ra đĩa và sử dụng cùng với tương ớt vẫn là ngon nhất. Và thứ năm, món lá lốt thịt bò giúp người ăn bổ gân cốt, bồi bổ khí huyết, hỗ trợ tiêu hóa. Với những người ăn uống kém, tỳ vị suy yếu, thường xuyên đau lưng, mỏi gối thì đây thực sự vẫn là món ăn rất tuyệt vời. Với những người có khí huyết kém hay cơ thể suy nhược, ăn ngủ không tốt thì chúng rất có ích. Từ xưa đến nay nó vẫn là sự kết hợp hoàn hảo, không chỉ bởi mùi vị thơm ngon mà còn mang lại vô vàn điều tuyệt vời cho sức khỏe nữa. Món ăn này được các chuyên gia đánh giá là mang lại vị ngọt, tính mát, không độc, tác dụng bổ tỳ vị, mạnh gân cốt, ích huyết. Hàm lượng dinh dưỡng trong thịt bò cũng khá cao, chất đạm gấp đôi so với thịt lợn, lượng chất béo và chất đường thì rất vừa phải. Đồng thời nó còn chứa nhiều dưỡng chất vitamin quý giá, nhưng được ăn cùng với lá lốt sẽ có tác dụng bồi bổ cơ thể, bổ máu, chữa các chứng, huyết hư, nóng, da mồ hôi trộm. Nguyên liệu làm món lá lốt thịt bò rất đơn giản. Thịt bò cô bác mua về rửa sạch, cắt thành từng miếng vuông vừa ăn, ướp cùng một chút bột nêm, bột năng, sữa đặc, dầu ăn khoảng 10 phút để gia vị ngấm đều vào trong thịt. Lá lốt cô bác rửa sạch để ráo và thái nhỏ, cho chảo lên bếp, đợi dầu ra, cô bác cho tỏi và hành vào phi thơm.
đổ toàn bộ thịt vào xào, nêm nếm một chút gia vị lại cho vừa ăn. Cuối cùng là cô bác cho lá lốt vào xào cùng. Món ăn này sẽ ngon hơn khi được ăn nóng và món ăn này sẽ thường được chấm với nước tương ăn cùng ớt cay. Món ăn thứ 6 bổ hơn cả nhân sâm chính là lá lốt xào với lươn. Nói đến lươn là tôi lại nhớ ngay đến hồi còn bé mà bị gầy quá nên mẹ thường hay nấu cháo lươn cho ăn, vừa thơm ngon lại vừa bổ dưỡng cô bác ạ. Ngày bé thì hay được mẹ nấu cháo lươn cho ăn, thế nhưng lớn lên lại được ăn món lươn xào lá lốt của mẹ chồng. Thì thoảng về quê thì tôi cũng hay được mẹ nấu cho ăn, thế nên là tôi cứ suýt xoa mãi vì ngon của bác ạ. Theo đông y, thịt lươn tính ôn, vị ngọt, có công năng bổ khí dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt, thích hợp với người lao lực, ho hen, tiêu khát, kiết lỵ, phong thấp đau nhức, gân cốt rã rời, viêm tai giữa, thận hư đau lưng, liệt thần kinh mạch. Và theo y học hiện đại, lươn vàng còn được trị bệnh đái tháo đường và tăng cường trí nhớ. Thịt lươn ngọt cùng với mùi thơm đặc trưng của lá lốt, cô bác sẽ không khỏi bị hấp dẫn bởi món lươn xào lá lốt này đâu. Các món ăn làm từ lươn không những bổ dưỡng mà còn có hương vị thơm ngon đặc biệt. Không thể bỏ qua trong thực đơn món lươn xào lá lốt thơm ngon cho sức khỏe bởi chúng có rất nhiều công dụng cho sức khỏe, đặc biệt là giúp giảm đau nhức xương khớp, một căn bệnh thường gặp vào những ngày giao mùa. Cách làm và chế biến như sau. Đầu tiên cô bác đem lươn đi rửa sạch với muối, giấm cho hết nhớt và bụi bẩn bên ngoài, lột ra phi lê, cắt thành từng miếng vừa ăn. Tỏi, hành cô bác rửa sạch, lột vỏ và đập dập. Rửa sạch lá lốt đem thái sợi, ướp lươn với một chút gia vị như mắm, muối, bột ngọt, tiêu, đường, ớt, v.v. Đun chảo cho nóng dầu, sau đó cho hành tỏi vào phi thơm, cho lươn vào xào săn lại. Khi lươn đã chín, cô bác cho lá lốt thái sợi vào, đảo đều, nêm nếm lại một chút gia vị cho vừa miệng rồi tắt bếp. Cuối cùng là cho lươn ra đĩa, ăn nóng với cơm vẫn là ngon nhất. Cô bác thân mến, lá lốt tuy chỉ là một loại rau gia vị nhưng cũng là một vị thuốc trong đông y. Đã là thuốc thì cũng có những khuyến cáo khi sử dụng. Trong đó thì lương y Bùi Hồng Minh nhấn mạnh rằng không phải ai trong chúng ta cũng có thể dễ dàng sử dụng lá lốt, đặc biệt là những đối tượng dưới đây. Một số đối tượng không nên ăn loại gia vị này đó là những người bị đau dạ dày, nhiệt miệng và táo bón. Đối với người bị đau dạ dày mà ăn lá lốt, dễ bị kích ứng niêm mạc khi ăn đồ ăn có tính nhiệt. Với những người bị táo bón nhiệt miệng, vốn là những người bị nóng trong, ăn lá lốt vào, cơ thể sẽ khiến tình trạng bệnh thêm nặng nề hơn. Do đó, nếu đang gặp phải những vấn đề bệnh tật này, cần tuyệt đối không được ăn lá lốt cô bác nhé. Riêng đối với phụ nữ đang mang thai, lá lốt rất tốt, chúng có thể giúp giảm ốm nghén hiệu quả. Tuy nhiên, bà bầu mà ăn lá lốt thì cần đặc biệt lưu ý rằng, với những người có tiền sử hay bị sẩy thai, thai yếu thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi ăn lá lốt. Đặc biệt là bà bầu không nên ăn quá nhiều lá lốt, ăn nhiều sẽ gây nóng trong, lở loét. Cô bác chỉ nên ăn từ 1 đến 2 lần trên một tuần vẫn là tốt nhất cô bác nhé. Bà con cô bác thân mến, sức khỏe không chỉ đơn giản là thể chất mà còn là tinh thần của chúng ta nữa. Trong một môi trường sống thì các yếu tố này phải cần được cân bằng, hòa hợp mới có một sức khỏe tốt, ít bệnh tật. Chính vì thế mà khi mắc bệnh muốn điều trị dứt điểm thì chúng ta phải kết hợp điều trị cả thân thể và tâm hồn. Như vậy thì việc chữa bệnh mới đạt được hiệu quả cao. Và bản thân của mỗi chúng ta phải cố gắng để giữ gìn, rèn luyện, nâng cao sức khỏe thể chất. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chúng tôi cũng rất hy vọng rằng video ngày hôm nay sẽ hữu ích đối với bà con cô bác. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất, hay nhất đến từ ban biên tập của chương trình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau trên kênh An Tâm Sống Khỏe.